Mới đây ngày 22 tháng 1, Bệnh viện Việt Đức Hà Nội vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân PKH, 16 tuổi, ở Hưng Yên trong tình trạng tỉnh, huyết động ổn, bị sưng đau tinh hoàn bì phải do chấn thương thể thao. H kể trong lúc chơi bóng chuyền và tranh chấp bóng trên không, bất ngờ bị đầu gối của đồng đội đập vào vùng kín gây đau nhói. Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm Nam Học, Bệnh viện Việt Đức cho biết qua siêu âm cho thấy vỡ tinh hoàn phải, mất liên tục, bao trắng, phù nề đụng dập phần mềm lân cận. Khi phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện tinh hoàn phải bị vỡ rách bao rộng ở trung tâm, đụng dập 60% nhu mô. Các bác sĩ đã tiến hành lấy máu tụ, cắt lọc nhu mô tinh hoàn dập nát, khâu bảo tồn tinh hoàn. Hiện tại, 2 ngày sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định. Do chấn thương nặng nên dự kiến sau phẫu thuật 7-10 ngày, bệnh nhân mới có thể ra viện. Bác sĩ Khánh khuyến cáo, ngoài những môn võ thuật đối kháng trực tiếp với những môn thể thao thông thường như cầu lông, bóng bầu dục, bóng đá, bóng chuyền, nam giới cũng cần trang bị đồ bảo hộ để bảo vệ tốt cậu bé của mình, tránh những chấn thương nguy hiểm. Khi không may gặp chấn thương, bệnh nhân cần đến khám và điều trị sớm nhất ở những trung tâm nam học uy tín. Chấn thương khi chơi thể thao khá thường gặp tại Bệnh viện Việt Đức, đặc biệt ở những người chơi môn đối kháng, các môn võ, tennis, yoga. Đây là một trường hợp đáng tiếc và thương tâm, đồng thời là lời cảnh tỉnh cho các bạn trai về các mối nguy hiểm khi chơi thể thao nói chung. Chẳng phải khi không mà chỗ này của các XY được gọi tế nhị là của quý, bởi vì nó là bộ phận mang chức năng quan trọng đối với phái nam, cũng là bộ phận dễ tổn thương nhất vì nó nằm bên ngoài. Cần được giữ gìn cẩn thận. Để giảm thiểu thiệt hại từ những tai nạn ngoài ý muốn trong các hoạt động giải trí ngoài giờ, các bạn nam nên thực hiện những điều sau đây: chọn quần vừa vặn, thoải mái. Một chiếc quần lót có độ đàn hồi, độ bó vừa phải đủ để hoạt động thoải mái, nhưng không quá rộng và có khả năng cố định được cậu bé là điều quan trọng. Các bạn nên tránh mặc những chiếc quần quá giãn, không có chức năng ôm sát trong lúc chơi thể thao. Việc thả rông hay mặc quần quá rộng có thể khiến bạn thấy thoải mái trong thời gian đầu, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tăng nguy cơ va chạm hơn. Thậm chí, chẳng cần tác nhân bên ngoài, đôi khi va chạm với đùi, tay chân của chính bản thân bạn cũng có thể gây nên tổn thương. Chọn đồ bảo hộ khi chơi thể thao. Đối với các bạn trai cẩn thận thì có thể nghĩ đến một số vật dụng bảo hộ cho nam giới khi chơi thể thao, nhất là những môn có khả năng va chạm mạnh như bóng bầu dục, bóng đá. Có nhiều sản phẩm bảo hộ trên thị trường dành cho người chơi thể thao, có lẽ ban đầu bạn sẽ thấy không quen nhưng khi va chạm xảy ra, bạn sẽ ước gì mình đã đầu tư vào một món như vậy. Đương nhiên những món này không phải kim bài miễn tử, hoàn toàn bảo hộ được bạn, nhưng ít ra nó sẽ cản phá bớt lực tác động và giúp giữ nguyên vẹn cậu bé. Thông thường khi chấn thương nhẹ xảy ra, nhiều người vẫn chủ quan vì cơn đau mất đi sau một lúc. Tuy nhiên bạn không nên xem thường mà hãy để ý đến các triệu chứng liên quan. Hội con trai hay chơi thể thao và đã từng bị va chạm có lẽ sẽ quen thuộc với cảm giác buồn nôn đi kèm mỗi lần bị tai nạn. Song, nếu cơn buồn nôn cứ tiếp diễn đi kèm các triệu chứng như nhức đầu, mất cảm giác thì khả năng cao là vết thương này nghiêm trọng hơn vẻ ngoài của nó, và đây là lúc bạn nên tìm kiếm trợ giúp y tế.